Vâng thưa quý vị, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm vừa ký công văn khẩn gửi Sở Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân các quận huyện về việc tăng cường quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục, nhóm trẻ gia đình, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo trong chăm sóc giáo dục trẻ em. Theo nhận định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra các trường hợp liên quan đến việc giáo viên, người giữ trẻ của các trường mẫu giáo tư thục, nhóm trẻ gia đình đã có những hành vi không phù hợp với trẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ em từ những vấn đề trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở mầm non tư thục. Đồng thời có biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo trong chăm sóc giáo dục trẻ em. Đặc biệt, các quận huyện phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về nhóm lớp tư thục độc lập đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn và ra soát không để tồn tại các nhóm trẻ hoạt động không phép.